ơi, lâu lắm rồi mới lại ngồi trước cái máy quay. Chắc là mọi người cũng đoán ra là Mị làm gì đúng không? Không biết là các bạn nữ có ghét người yêu mình nhậu nhẹt hay không? Chứ Mị à, ghét cay ghét đắng luôn ý, ghét bắt cái đái ra luôn. Ừ thì một vài lon bia thì ok, không vấn đề gì. Đằng này à, không hiểu sao con chó Lê Hùng nó thích uống bia một cái kỳ lạ luôn ý. Mà mỗi lần nhậu á thì phải tính bằng thùng chứ không bằng lon nữa đâu, bằng thùng đấy. Thế nên là Mị đã nghĩ ra một cách làm cho con chó Lê Hùng tức điên này thì thôi. Mọi người hãy cùng theo dõi nha. Mọi người thấy chưa? Ngồi máy tính cũng phải uống bia. Ôi, xinh chưa? Cô tay vãi. Thảo ơi, mẹ ơi. Dạ. Khoan khoan đục đục. Đẹp không? Thảo vẫn cần trả lời. Ăn thì uống bia chả hợp gì cả. Không ăn nữa. Cứ mỡ mỡ ở thì cái đây nó có trộn dầu mà. Cất đi hẳn thôi. Cất đi. Vứt đấy ai dọn? Ui, kinh vãi. Nó uống này ngấy đấy nhỉ. Ăn bánh tráng mà uống ngấy ngấy vãi. Em làm sao em biết được, em có bao giờ ăn bánh tráng uống bia rồi em biết. Mình xúc miệng. Việt Nam. Ê. Ê. Sao đấy? Sao ăn bánh tráng mà uống bia kinh kinh. Thôi đừng uống nữa, ai bắt uống. kia chắc là bị dính cái bọt đánh trắng rồi. Thì uống ăn mới không bị ạ? Khác hẳn luôn. Không, em ghét uống bia. Uống bia nhiều à, to bụng đây. Uống bia là không thấu múi được đâu. Em vừa thấy son đẹp cực. Rồi. Mà em mua son cho em. Sao? Sao kinh nhỉ? Vừa mở ra uống nó bình thường mà sao bây giờ nó lại kinh kinh nhỉ? Tại vì anh để bia này lâu quá, anh mua lâu chưa? Anh Hạn, anh ấy Hạn. Con Hạn không? Đây đang xem đây. Hạn rồi đít cơ. Hoặc là ở Viên Viên. Về Hạn này. Thế Hạn. Đến tháng 9 2018 cơ à? Hay là anh để ngoài nó bị sóc sóc nó bị. Mơ kiểu gì chứ? Sao anh mua phải bia lởm rồi? Có khi anh có mua bia này không? Có khi anh uống này không? Đi đây. Lại nữa. Tôi sẽ không uống nữa mà. Anh để uống hết bia trong tủ luôn nè. Hoặc có thể bia là mở ra thế, mở ra ngoài gặp không khí một lúc như thế. Nói chung là em chẳng phải cái gì ngon mà anh uống. Ngon không? Ngon. Chẳng ngon gì cả. Chẳng có gì ăn, em có xem có gì ăn được. Anh thử chạy vào tủ lại xem. Chạy vào tủ lạnh ấy, tìm vào tủ lạnh lúc nãy em vừa mua đồ ăn mới đấy. Tìm vào trong bóc ấy. Thấy không? Đấy, của nhau đây. Của nhau nó bóc ấy. Wow. Đấy, của nhau ấy, nhau hơi thịt ngon. Ăn nhau bia có hợp không? Hợp, uống thử mà em. Ngon không? Ngon không? Không? Sao? Đấy cứ mở ra uống một hớp đầu rồi rất là ngon nhá. Xong rồi kinh vãi. Thế là tại vì là nó không hợp ăn được cái này. Vẫn là không uống nữa. Tại bực mình uống bia chả ngon gì cả. Thế thôi từ mai không uống nữa nhá. Nhá. Mai uống bia khác. Em quay đéo. Em quay là bây giờ anh sẽ bảo từ mai anh không uống bia nữa à? Không, nhá. Mai uống bia khác. Thế nhỡ bia khác ngày mai nó cũng không ngon làm sao? Bia cũng như nước shit đấy. Anh đã ăn shit bao giờ chưa? Anh biết là như shit. Cút. Ảo ấy. Nói thật là em thấy chả có gì ngon. Anh ạ, thực ra ấy, nếu mà anh có mua 10 loại bia thì em nghĩ nó cũng vị như thế thôi. Cút. Mà chơi của tôi lại thành công mọi người ạ. Và nó vẫn chưa biết gì. Mọi người thấy hay thì nhớ like và subscribe vào channel nha. Bye bye.